cái bản cập nhật mới đây của tựa game Anime Defender. Một thứ thú vị mới đã được cập nhật vào game, và đó chính là cái Spirit. Cái linh hồn sẽ giúp cho unit của bạn tăng sức mạnh một cách đáng sợ, hỗ trợ người chơi rất nhiều trong việc phòng thủ trước những quái vật trong tựa game này. Và liệu là các bạn đã hiểu rõ hết tất cả những Spirit đã có trong game hay chưa? Chào mừng các bạn đã đến với Nhân Hệ Ích. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu và xếp hạng những Spirit có trong Anime Defender nhé. Golden Spirit. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với linh hồn có tỷ lệ ra cao nhất trong game, đó chính là 18.5%. Golden Spirit phải nói là một linh hồn mà mình rất là yêu thích, bởi vì nó là một linh hồn đem lại cho rất nhiều lợi ích cho lực phòng thủ của bạn, bởi vì nó sẽ tăng lượng tiền mà bạn kiếm được bởi unit của mình lên 20%. Và cái linh hồn này nó thực sự rất là có ích cho những con unit farm tiền như Pink Rockstar hay là Pink Demon May. Số tiền kiếm được của tụi nó sẽ tăng lên 20%, và mình phải thừa nhận rằng đó là một con số cực kỳ khổng lồ. Và điều thú vị là cái linh hồn này nó cũng cộng dồn với Trade Meditate. Nên vì thế mà nếu như bạn có cả Meditate lẫn Golden Spirit thì chắc chắn là tiền bạc sẽ không còn phải là vấn đề của bạn ở trong game nữa rồi. Ví dụ cho các bạn dễ thấy thì mình đang có một con Pink Demon May sở hữu cả Meditate và Golden Spirit trong game. Và như các bạn đã thấy thì tổng tiền mà mình có thể nhận được khi nó full cấp là hơn 8k tiền. 8k tiền sau mỗi 30 giây khi Pink Demon May full level. Nó thật sự sẽ giải quyết được vấn đề tiền bạc của bạn một cách nhanh gọn lẹ nhất có thể đấy nhỉ. Vì thế cho nên mình nghĩ rằng Golden Spirit sẽ rất phù hợp với vị trí hỗ trợ rồi. Organ Spirit là một Spirit có tỷ lệ xuất hiện 16%, và cái linh hồn này sẽ giúp cho bạn có được khả năng đánh xuyên giáp cực kỳ xịn sò của Legion Commander. Vì khi bạn tấn công những kẻ thù có khiên thì bạn sẽ có thể bỏ qua khiên của chúng và đánh thẳng vào máu và lớp giáp của chúng. Cơ mà đọc đến đây thì có lẽ là ta phải suy nghĩ lại, bởi vì nó chỉ xuyên khiên thôi chứ nó không có xuyên giáp. Để cho bạn nào chưa biết thì khiên là cái biểu tượng bay xung quanh của nó, còn giáp là cái thanh màu xanh trên thanh máu. Thì bình thường nếu bạn muốn tấn công cái con này, bạn sẽ phải đánh bỏ cái khiên xong rồi mới tới lớp giáp rồi mới tới lớp máu. Nhưng mà còn với Arcane thì bạn sẽ bỏ qua cái khiên mà đánh thẳng vào thành lớp giáp của nó luôn. Và rõ ràng là nó không thể nào xịn sò bằng con Legion Commander được rồi. Bởi vì Legion Commander là đánh thẳng vào máu luôn, chứ không có đánh vào giáp. Bên cạnh đó thì mình cũng nghĩ là mình sẽ không sử dụng cái Arcane này. Bởi vì dù cho unit đó có thể đánh xuyên lớp khiên của mục tiêu, thì những unit còn lại vẫn sẽ tấn công cái mục tiêu đó, chứ tụi nó không có thể bỏ qua được. Vậy nên đánh xuyên khiên có lẽ là một cái gì đó mà nó hơi vô dụng một tí. Nên vì vậy mà mình nghĩ là Arcane Spirit chỉ nên nằm ở hàng B mà thôi. Crimson Spirit. Spirit này sẽ giúp cho bạn gây theo 50% đam thiêu đốt và xuất hiếu lên kẻ địch. Lấy ví dụ là con Flame Dragon God, nó có thể gây 30% thiêu đốt, thì cộng theo 50% của 30% nữa là 15%. Ta sẽ có 45% đam thiêu đốt với Flame Dragon God là mục tiêu của nó, đồng thời có cả chảy máu nữa. Nó có tỷ lệ xuất hiện là 12%. Nói vì vậy mà cái Spirit này cực kỳ phù hợp với những con gây chảy máu hoặc là thiêu đốt là mục tiêu, khiến cho tụi nó gây chảy máu và thiêu đốt nhiều hơn 50%. Và tất nhiên, Begin là một lựa chọn thích hợp cho Crimson Spirit. Và có thể nói là cái này xài cũng khá ổn, đặc biệt là mấy con như Flame Dragon God hay là Begin chẳng hạn. Tuy nhiên do nó bị giới hạn unit sở hữu được, nên vì thế mà mình nghĩ là chúng ta sẽ chỉ để nó ở hàng A thôi nha. Galactic Spirit. Đây là một Spirit có tỷ lệ xuất hiện đến 9%. Nó sẽ giúp cho unit của bạn tăng đam và tầm đánh lên 5%, và tỷ lệ chí mạng lên 20%. Ngoài ra còn giảm thêm 5% cooldown nữa. Có thể xem đây là một Spirit búp đủ thứ cho unit của bạn. Mặc dù là vậy thì bạn có thể thấy là nó không hề ngon một tí nào, chỉ có 5% đam với tầm đánh, kiểu như có búp mà cũng là như không mà thôi. Và 20% tỷ lệ chí mạng. 20% là cái tầm critical 1. Bên cạnh đó thì 5% tầm đánh cũng không được là bao nhiêu cả, và 5% cooldown cũng có thể gọi là không cần cũng được. Theo mình thấy thì cái Spirit này chủ yếu người ta sẽ nhắm đến phần chí mạng 20%. Nhưng dù vậy thì mình sẽ ưu tiên dùng những Spirit khác nhiều hơn. Vì vậy cho nên hạng B sẽ là vị trí thích hợp cho Galactic Spirit. Dark Spirit. Với 7.5% xuất hiện thì Spirit này sẽ tăng tầm tấn công của unit của bạn lên 30 và giảm thời gian hồi chiêu của tụi nó đến 15%. Đây quả là một cái Spirit quá là tuyệt vời, vì 30 tầm là còn xịn hơn cả Bunai, mà lại còn được buff cooldown hơn 15% nữa. Cho mấy con có đam full AoE là quá ngon lành luôn. Cơ mà nó sẽ ngon lành hơn nếu như nó không có dòng phía sau, thì cái Dark Spirit này đã được nằm ở hàng S rồi. Và vì cái dòng lưu ý phía sau này mà đó chính là lý do mà nó chỉ nằm ở hạng C mà thôi. Và cái lưu ý đó chính là bạn sẽ có được 30% tầm, 15% cooldown, nhưng mà đam của bạn sẽ bị giảm đi 30%. Không cần phải giải thích gì nhiều vì cái Spirit này nó quá là lõ. Mặc dù đúng là nếu không giảm đam thì nó sẽ quá là overpower. Tuy nhiên vì bị giảm 30% đam rồi, nên mình nghĩ là sẽ không có ai thèm lấy cái Spirit hạng C này đâu ha. Mặc dù là vậy thì mình nghĩ là cái Spirit này nó cũng không quá tệ tới vậy. Bởi vì cái Dark Spirit này sẽ cực kỳ phù hợp với những unit hỗ trợ, có thể làm chậm hoặc là đóng băng kẻ địch. Mấy con unit nó sẽ không cần đến đam. Nhưng mà dù vậy thì trong cái tựa game này mình vẫn ưu tiên đam hơn, cho nên là Dark Spirit đối với mình sẽ chỉ nằm ở hàng C mà thôi. Cơ mà nói vậy thì cũng hơi quá đáng, cho nên mình sẽ để nó nằm ở hàng support. Và đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình mà thôi. Còn nếu bạn có ý kiến gì khác thì hãy để lại comment ở phía bên dưới cho mình biết với nhé. Ice Spirit.
Đây là một cái spirit chỉ phù hợp với những unit khả năng làm chậm và làm chán kẻ địch, có tỷ lệ xuất hiện 7% với cái lượng unit làm chậm và làm chán ít nhất trong cái game này, thì Ice Spirit chỉ phù hợp với một vài con mà thôi. Tuy nhiên, tác dụng của nó quá là xịn sò khi nó có thể tăng thời gian làm chậm và choáng lên kẻ địch lên 30%. Điều này có nghĩa là nếu như kẻ địch bị đóng bằng 3 giây thì tụi nó sẽ phải đứng thêm ít nhất 1 giây nữa mới được đi tiếp. Và điều này cũng tương đương với việc làm chậm. Nên vì thế mà ta có thể thấy rằng Ice Spirit thật sự là một linh hồn cực kỳ tuyệt vời và xứng đáng nằm ở hàng ST đúng không? Fire Spirit, đây là một cái linh hồn đỉnh của đỉnh với 6,5% xuất hiện và nó sẽ giúp cho bất kỳ unit tấn công nào của bạn cũng đều có thể trở nên mạnh hơn sau mỗi đòn tấn công thứ 6. Bởi vì unit đó, dù là bất kỳ con tấn công loại nào thì nó cũng sẽ gây hiệu ứng bổng, gây 60% sát thương của unit đó trong 3 giây. Và đặc biệt là có thể cộng dồn với cái hiệu ứng bổng khác. Cái con Fire Spirit này, mình đặc biệt khuyên dùng với những con support có hồi chiều thấp vì nó đánh rất là nhanh và còn làm chậm mục tiêu của nó để có thể tối đa hóa khả năng thiêu đốt của nó. Ngoài ra thì 60% đam thiêu đốt cũng là một con số cực kỳ khổng lồ. Nó thậm chí còn có thể cộng dồn với các thiêu đốt khác nữa. Nên Slam Dragon God mà có cái Spirit này trong người là hết sảy luôn đó nha. Vì thế cho nên Fire Spirit này sẽ nằm ở hạng S rồi. Crystal Spirit. Spirit này sẽ giúp cho unit của bạn tăng thêm 50% sát thương gây ra cho tất cả các con boss. Và điều đó có nghĩa là unit của bạn sẽ đánh boss mạnh hơn rất nhiều. Còn với những mục tiêu bình thường thì nó vẫn như vậy mà thôi. Nó chỉ giúp cho đánh boss nhanh hơn thôi. Không biết là các bạn thấy sao chứ mình thấy là cái này nó hơi bèo. Tại vì nó chỉ có tác dụng với boss. Mà thường thì boss khá là ít xuất hiện, ngoại trừ việc bạn chơi Hall Mirror. Nhưng mà mình nghĩ là thế giới gương mình sẽ tin dùng những linh hồn tăng đam hoặc là giảm cooldown hơn. Vì thế cho nên Crystal Spirit mặc dù mạnh và tỷ lệ ra thấp chỉ 5,5%, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ vẫn để nó ở hàng ngang mà thôi. Earth Spirit, đây là một linh hồn có thể được sử dụng bởi bất kỳ unit nào với tỷ lệ ra là 5%. Nó sẽ giúp cho unit của bạn có thể làm choáng tất cả kẻ địch bằng cách ghim chúng xuống đất trong 4 giây, có thời gian hồi chiêu là 30 giây. Cơ bản thì cái linh hồn này nó giống như nội tại của con Bin Demon May vậy. Nhưng mà nó mạnh hơn nhiều, tại vì nó làm choáng tới 4 giây và nó làm choáng chứ không làm chậm giống như con Bin Demon. Nên mình nghĩ là nó cũng sẽ rất thích hợp ở hạng S đấy nhỉ. Sacred Spirit, đây là một cái linh hồn đặc biệt dành riêng cho bất kỳ unit nào của bạn để chúng có thể gây thêm 30% sát thương. Cũng vì lẽ đó mà linh hồn này chỉ có 4% xuất hiện mà thôi. Cơ mà nó chỉ phù hợp với những con unit đứng một mình và không có unit đồng minh nào đứng trong tầm tấn công của nó. Nên vì thế mà cái Spirit này sẽ phù hợp với việc đi Hall of Mirror khi bạn sẽ phải chia unit của mình ra nhiều đường. Vả lại nó cũng sẽ cực kỳ phù hợp với những unit có trade Almighty có thể đứng một mình. Cơ mà cũng vì cái nội tại đó mà nó sẽ khó mà được bứt thêm 20% đam từ Pink Rockstar. Nên vì thế mà cho nên mình nghĩ rằng hạng A là hạng phù hợp nhất với nó rồi. Light Spirit, đây chính là cái con Spirit mà mình thích nhất với 3,5% xuất hiện. Thực ra thì cũng không phải là thích nhất mà chỉ là nó khá tiện thôi. Và nếu như bạn kết hợp Light Spirit với Golden Spirit với nhau thì trong cái game đó cái đội hình của bạn sẽ rất là đẹp. Toàn bộ unit được full cấp một cách dễ dàng mà không tốn quá nhiều tiền. Và sẽ thật tuyệt vời hơn nếu như con unit của bạn là một con Secret với giá tiền lên đến 2.000 hoặc là 3.000. Ví dụ như là con Dragon Wizard mới ra đây có giá là 5.000 tiền thì Light Spirit chính là cái người bạn đồng hành cực kỳ thân thiết dành cho bạn. Bởi vì Spirit này sẽ giảm mức giá đặt xuống và nâng cấp của unit đi 15%. Mặc dù 15% nó cũng không nhiều nhận gì, nhưng nếu quy ra giá trị thật thì thay vì tốn 5.000 để đặt một con Dragon Wizard thì bây giờ bạn chỉ sẽ có thể tốn khoảng 4.500 mà thôi. Và bên cạnh đó là giá tiền nâng cấp của nó cũng sẽ giảm đi 15%. Nên là nếu như bạn có Dragon Wizard sở hữu Light Spirit thì chắc chắn là trong cái game đó con Dragon Wizard của bạn sẽ được nâng full cấp một cách dễ dàng cho mà xem. Chỉ đáng tiếc là cái Spirit này không có tác dụng trong những cái thử thách mà unit của bạn bị tăng giá tiền của nó lên. Nên vì thế mà mình nghĩ rằng mình sẽ để Light Spirit ở hàng S đấy nhỉ. Mirror Spirit, đây là một trong những cái Spirit xịn sò nhất mà mình thích nhất. Vì mỗi đòn tấn công thứ 5, unit của bạn sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, nhận giảm thời gian hồi chiêu 35% trong 8 giây. Và kỹ năng này có thời gian hồi chiêu là 15 giây. Một con Spirit thật là xịn, nên dành riêng cho những unit có đam cao để tụi nó gây nhiều đam nhất có thể trong 8 giây đó. Mình nghĩ rằng Mirror Spirit hàng S là hết bài luôn ha. Storm Spirit, đây không phải là một cái Spirit ngon, mặc dù nó giúp cho unit của bạn giảm thời gian cooldown xuống 25% và có tỷ lệ xuất hiện chỉ 1,5%. Thực sự mà nói thì nó ngon hơn rất nhiều cái Sonic khi Sonic chỉ giảm 20%. Tuy nhiên nó thực sự không xứng đáng lắm với cái tỷ lệ 1,5% của nó. Mặc dù là cái Spirit này cũng rất lợi cho những unit hỗ trợ, nên vì vậy mà mình sẽ chỉ để nó ở hạng A thôi nha. Enchanted Spirit, đây là một linh hồn với tỷ lệ 1% xuất hiện và nó sẽ giúp cho unit tấn công của bạn có được nội tại của Pro Gamer. Thì nó sẽ giúp cho unit của bạn có thêm 10% cơ hội chịu hồi một kẻ địch đã ngã xuống để chiến đấu cho bạn với 25% HP ban đầu của nó. Chúng ta đều đã thấy The Pro Gamer bá đạo đến mức nào với cái nội tại này rồi. Và mặc dù là Enchanted Spirit chỉ có 10% cơ hội chịu hồi kẻ địch chứ không phải là 100% giống như là The Pro Gamer, nhưng mà dù vậy thì nó vẫn xứng đáng nằm ở hàng Godly chứ không thể nào nằm ở hàng khác được rồi. Divine Spirit,
Demon Spirit gây mất cân bằng nhất trong game, bởi vì nó sẽ giúp cho unit của bạn gây hiệu ứng hoang mang lên kẻ địch sau mỗi 30 giây và khiến cho chúng phải lùi về sau. Spirit này có 0.7% xuất hiện và đây là một cơ chế hoàn toàn mới chưa bao giờ xuất hiện trong tựa game này. Mình cũng chưa có cơ hội được trải nghiệm cái Divine Spirit này bao giờ, nhưng mà cơ chế khiến cho kẻ địch phải đi lùi lại của nó thực sự quá là thú vị. Nó chắc chắn sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trường hợp. Chỉ đáng tiếc là mình không biết rằng những mục tiêu đã bị tác động sẽ đi lùi trong bao lâu mà thôi. Cơ mà nếu đi lùi trong vài ba giây mà còn bị đông cứng hay làm chậm nữa thì có thể thấy là cái Divine Spirit này xứng đáng ở hàng Godly rồi ha. True Spirit. Và cuối cùng chính là cái linh hồn có tỷ lệ ra thấp nhất trong Spirit Orb, chỉ có 0.3%, và nó được gọi là True Spirit, linh hồn chân chính. Nó sẽ giúp cho unit của bạn được tăng thêm 5% đam mỗi khi có bất kỳ mục tiêu nào đứng ở trong tầm của nó, và tối đa lên đến 75% đam được cộng thêm. Và đây là một cái linh hồn búp đam mà nếu như nó được sử dụng với một con unit nào đó có AoE toàn phần, cộng thêm việc sở hữu cái Trey Almighty, thì con unit đó sẽ trở thành bá chủ của cả sàn đấu. Mình không hề nói đùa đâu nha, bởi vì các bạn cứ thử nghĩ mà xem. Almighty sẽ giúp cho unit của bạn cộng thêm 280% đam, và cái linh hồn này còn sẽ giúp cho unit của bạn có thêm tối đa 75% đam nữa. Nếu cộng hai cái lại với nhau thì nó sẽ là 355%. Điều này có nghĩa là con unit của bạn đã mạnh hơn 4.5 lần. Và quả thực là trong bài đấu, nếu như sở hữu 6 con Secret và có Almighty và cái True Spirit này nữa thì chắc hẳn là việc leo top Endless sẽ không hề khó khăn gì với bạn nữa đâu, hoặc thậm chí là bất kỳ chế độ chơi nào. Vì thế cho nên mình nghĩ rằng True Spirit chắc chắn sẽ phải nằm ở hàng Godly thì mới đúng với vị thế của nó đây, đúng không? Và đó chính là bảng xếp hạng toàn bộ cái Spirit trong Anime Defender. Liệu là bạn có cùng suy nghĩ với mình hay không? Nếu có ý kiến khác thì hãy đừng ngần ngại mà để lại comment phía bên dưới cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.